Xin chào mọi người. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người khắc phục lỗi đồ lớn phương ngang không đủ pixel khi mọi người up ảnh hộ chiếu lên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Đầu tiên thì mọi người sẽ truy cập vào giúp mình ứng dụng Canva. Sau đó thì mọi người chọn vào dấu cộng phía dưới. Mọi người chọn cửa tùy chỉnh. Ở đây thì mình sẽ chọn tỷ lệ 4 x 6. Sau đó thì mình sẽ tải file ảnh hộ chiếu lên Canva. Ở đây thì mình sẽ điều chỉnh bức ảnh đúng với tỷ lệ 4 x 6. Sau đó thì mọi người sẽ tải file ảnh về giúp mình. Tải file ảnh. Ở đây thì mọi người sẽ chuyển về file có định dạng JPG. Ở đây đối với chất lượng thì mọi người tăng lên 100 giúp mình. Còn ở phần kích cỡ thì mọi người sẽ tăng lên giúp mình là tùy vào cái độ nét của bức ảnh. Thì mình ở đấy thì mình có thể là cái bức ảnh của mình là cũng tương đối nét rồi thì mình sẽ để là 1,5. Còn nếu như mọi người là bức ảnh không được nét lắm thì mọi người sẽ tăng lên giúp mình là 2,5 hoặc là 2 gì đấy. Ở đây thì mình sẽ để 1,5. Sau đó mình sẽ tải xuống. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng kiểm tra xem bức ảnh đã đạt chất lượng như mọi người nhé. Như vậy là bức ảnh của mình đã đạt yêu cầu. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Nếu mọi người muốn tìm hiểu và mua tài khoản Canva Pro thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại của mình ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.